Xin chào mọi người, đây là vlog đầu tiên của mình. Tại vlog này thì mình sẽ quay lại một ngày, mình sẽ ăn những gì để chia sẻ với mọi người nha. Mình thường thức dậy khá là sớm và đây là khung cảnh lúc 5 giờ 45 phút sáng. Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy là mình sẽ uống ngay một cốc nước ấm khoảng 350ml và chờ 30 phút, sau đó mình sẽ ăn sáng. Trong lúc đó thì mình cùng đi làm bữa sáng nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm pancake, món ăn đơn giản, dễ làm mà lại còn ngon nữa. Đầu tiên là mình sẽ nghiền nhuyễn một quả chuối, cho thêm một chút xíu vanilla vào cho thơm. Cho thêm một quả trứng nữa và trộn đều. Mọi người đã thử đập trứng bằng một tay bao giờ chưa? Khó cực kỳ mọi người ạ. Bữa sáng thì mình thường dùng 30g bột nguyên cám, cộng một chút xíu bột quế, trộn đều tất cả. Dùng thêm một chút sữa hạt nữa. Sau đó cũng mang đi áp chảo nào. Mình sử dụng chảo chống dính nên là sẽ không cần dùng tới dầu và sẽ làm được khoảng 4 cái pancake. Sáng nay thì mình sẽ ăn kèm pancake với cả một chút sữa hạt. Trang trí pancake với cả một chút chuối, cốc táo. Và mình sẽ làm thêm một chút sốt sô-cô-la và dưới lên nha. Mời mọi người ăn sáng với mình nhé. Ngon cực kỳ luôn mọi người ạ. Ăn xong thì mình sẽ nghỉ khoảng 1 tiếng và sau đó mình sẽ bắt đầu đi tập nhé.
này là như mọi ngày, là mình sẽ đứng trước cái tủ và mình không biết là hôm nay mình sẽ nên mặc màu gì. Và rồi quyết định thì hôm nay mình sẽ mặc một tông hồng đi, cho nó nhẹ nhàng vậy. Thường sẽ pha một bình BCAA để tập, sẽ giúp cho lúc mình tập ấy nó sẽ khỏe hơn này, và nó sẽ hồi phục cơ bắp tốt hơn. Cùng đi tập thôi nào. Mình thường sẽ khởi động và đi bộ khoảng 15 phút trước khi bắt đầu vào tập luyện. Sau một tiếng rưỡi tập luyện thì mình đã về đến nhà rồi đây. Và khi về đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là sẽ uống ngay một bình whey để hồi phục cơ bắp. Bữa trưa của mình ngày hôm nay là món gà áp chảo và canh rau ngót. Đây là món ăn người nhà mình làm cho mình. Ức gà là một món không thể thiếu được trong thực đơn của những người tập luyện, hay là trong Eat Clean cũng vậy. Nên là mình thường xuyên ăn ức gà. Nhưng ức gà mình phải chế biến áp chảo, còn nếu mà luộc thì mình cảm thấy rất là khó ăn. Và một ngày nào đấy thì mình sẽ chia sẻ lại cái công thức làm ức gà áp chảo mà vẫn rất là mềm, không khô một tí nào, cực kỳ dễ ăn luôn nha. Bữa ăn của mình sẽ đầy đủ tất cả các nhóm chất. Và trong ngày hôm nay thì mình tinh bột của mình gồm có cả khoai lang nữa, nhưng mà mình lại quên mất quay lại. Nên là mọi người nhớ trong một bữa ăn thì mọi người nên bổ sung đầy đủ các nhóm chất, gồm tinh bột này, protein này, chất xơ và chất béo tốt nha. Và đây là vào 2 giờ chiều rồi, là bữa phụ của mình. Đây là món bánh mình làm, mọi người có nhớ đây là món bánh gì không? Mình cũng đã có chia sẻ công thức ở trên trang của mình. Nếu ai chưa xem thì mọi người có thể vào xem nha. Ở đây thì mình sẽ ăn bánh chuối dừa, sô-cô-la và có một chút sữa hạt. Vậy là kết thúc bữa ăn phụ của mình rồi, cực kỳ ngon mọi người ạ. Vào bữa tối nay thì mình sẽ làm món salad cá hồi. Và thường thường thì vào bữa tối thì mình sẽ không ăn tinh bột nữa, mà chỉ ăn các nhóm chất còn lại thôi. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món salad cá hồi nha. Cá hồi sau khi rửa sạch thì mình sẽ ướp với cả một chút bột canh cộng với một chút dầu dừa. Vì mình không ăn được tiêu bắc và cũng muốn làm một cách thật đơn giản thôi, nên là mình chỉ ướp với hai gia vị đó và để trong khoảng 20 phút. Sau đó mình sẽ mang đi áp chảo nha. Sau 20 phút thì mình sẽ mang cá hồi đi áp chảo. Mình sẽ cho lên chảo chống dính một xíu dầu dừa. Khi bắt đầu dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho cá vào áp. Cá hồi thì rất là nhanh chín, tùy mọi người muốn ăn chín kỹ hay là chín vừa tới. Như bản thân mình thì mình
muốn ăn nó chín kỹ một chút nên là mình sẽ áp kỹ hơn. Còn mọi người muốn ăn chín tới thì mọi người chỉ áp một chút thôi là đã được rồi nha. Trong lúc chờ cá chín thì mình sẽ đi chuẩn bị phần rau. Rau ngày hôm nay thì mình sẽ dùng dưa chuột này, cà rốt này, slack, rau mầm và ngô nha. Salad ngày hôm nay với cả nước sốt mè rang. Mọi người cũng thử cái nước sốt này nha, ăn rất là ngon mà lại hợp nữa. Mình đã chia sẻ với mọi người ngày hôm nay mình đã ăn những gì, và hẹn gặp lại mọi người vào một vlog tiếp theo nha. Bye bye.